sáng tắm xịt keo chắc xịt ít. Gặp cái thân ăn nãy dài quá đó. Vấn kiểu gì không biết vấn hồi cái lên đầu nó kéo xuống. Giờ đến miếng keo cho nó lực. Ở đây đứa nào có keo không? Không thiệt mà. Phải ăn nữa bự quá. Nên giờ lấy chút nước mà. Hả? Càng chút nước nó keo đứng lại. Đó vậy, trời nhỏ là đem keo này keo hả? Hãy vô xua. Không, tại vì tại tắm sư phụ á mà tắm á nó thẳng băng nè, nó xuống đây nè. Con mà nhìn sư phụ mà không có mặc đồ á, tức cười lắm. Ở nhà hỏi sư mẫu ơi, cháu thùng á là 10 đồng 3 cái, ở Costco nó bán, tại phụ mua chừng 50 cái. Còn cái quần cục mà biết rồi đó, chỉ có vậy là ở nhà thôi. Ở nhà để nhiệt độ 70+ rồi vậy thôi chứ còn mặc cái gì giờ. Nghĩa là mỗi ngày thường mặc đồ không có tới như không có tới 5 bạc nữa. Ra đường còn phải điệu điệu một chút. Sáng tử ăn này nó ấm á, cái quẹt sao quẹt. Con thấy thiên vực liên quá không? Thiên vực liên của mình á có phước hơn cái bà mà bà nói nó làm gì ta, có nổi tiếng mà phải giàu, bà có máy bay riêng, bà có nhà riêng, nhà giàu, nhà đẹp. À, nãy vô sớm mà nghe cái đó chắc nói về coi là lúc đầu của cái này là vẫn còn có phước hơn. Hôm nay còn nghe được tiếng nói cái thủ đúng không? Còn hôm nay còn mang hỏi thiên thiên vực liên. Cái bằng nồi, cái hình nồi mượn đó. Cái hình này với bộ trứng này. Không nên nhìn thấy là giống tài tử không? Cái này giống tài tử của Hồng Kông là tài tử gì ta? À, hả? Cái gì? Giống Lưu Tiến Hoa. Lưu Tiến Hoa hả? Đó, vợ có Tần Hán hả? Mẹ ông phi sứ hả? Anh thấy đẹp không? À, đây, coi đây, chuyện coi đi nè. Tức là một nhân tài đó hả con? Bất cứ kỳ chúng ta người nào trên đời đều có một khoảng thời gian quanh liệt liệt, ai cũng có hết. Cho nên ít nhiều mỗi người nó mỗi cái cạnh khác nhau. Khi mấy con ra đường á, đừng có bao giờ hôm nay tôi khỏe hơn, tôi giàu hơn, không có. Những cái người ta cũng có một cái thời hơn mình nữa. Bởi vậy gặp ai mình cũng phải tôn trọng nữa. Tôi gặp con cũng phải tôn trọng á. À, tại mỗi đứa có tài riêng. Có những cái thụ đâu có giỏi đâu, tôi chỉ cần biết những cái gì thụ biết thôi, chứ thế gian này cái gì nói là mình học hoài học không hết, không thể nào học hết của thế gian này hết. Chỉ có một cái khác nhau, học mà để làm tiên làm thánh học cả đời, còn học để làm quỷ học có 3 ngày. Chỉ khác nhau có nhiêu đó, cái gì nói mà học làm Phật, làm trời, làm tiên, làm thánh, học cả đời, nhiều kiếp. Còn học làm ma, làm quỷ, đúng 3 ngày làm mấy con là xuống địa ngục liền, là ma, làm quỷ liền. Chỉ khác nhau bao nhiêu đó. Còn học chữ thế gian á, thì để mình hiểu biết thêm, có trình độ thêm, làm thêm đồng lương, có cuộc sống khả quan hơn, vợ con vui hơn, vậy thôi à. Rồi mình cứ tối ngày cả chồng lẫn vợ cho hai người có trí thức, hai người sống hiền từ, đẻ ra 3 đứa con. Đứa ai cũng mong ước con mình vô Stanford hay là vô những cái trường nổi tiếng, rồi học điểm A đồ. Thì cái đó là ước nguyện cuối đời. Đến khi mà mình ở tuổi năm mấy, con mình vô đại học, rồi nó ra nó làm những chuyện bất như ý mình, thì mình lại có khổ tiếc. Hoặc là nó cặp bồ hay là lấy chồng những cái người mà mình biết là
đưa cái đứa con mình đi làm một cái việc làm không đúng, mình cũng lại khổ tiếp. Thì đó là thế thái thường tình của chúng ta. Nghiệp mà, mình không có chuyển nghiệp dùm cho con mình được. Mỗi chúng ta đều có nghiệp riêng, cũng như đệ tử Thiên Nguyệt Liên thì và những đệ tử khác ai cũng đều có những cái nỗi buồn, buồn con, rồi đến khi con lớn đẻ ra cháu buồn cháu, rồi lo cho con, lo cho cháu, đến lúc mà không có đến thì giờ mà để ngồi đọc kinh, không có thì giờ để hiểu được cái gì nó cao quý hơn của cái bình thường của một con người. Thì lúc đó đó, dầu cho mình không có phạm một cái lỗi gì trong một cuộc đời 80 năm, mình cũng khó có về trời lắm á, khó có về, khó đi lắm. Chỉ có một cái là mình vừa khổ mà mình vừa đọc kinh, vừa biết cha biết mẹ, thì mình được cả hai, mình làm tròn bổn phận của một bà ngoại, bà nội, má, và đồng thời mình cũng làm tròn bổn phận của một người con của Thượng Đế, con của cha trời mẹ đất, con về với mẹ, con không có ném mùi ngon ở thế gian này lẫn quẩn trong luân hồi lục đạo. Kinh Địa Mẫu có nói, con có bài nó nói gì ta, câu gì lâu ngày không đọc, rất là nhớ không, mẹ mòn mở trong đó, đó. Bài bay quan lục, cái bài mà lúc mà đánh tụ mẹ mòn mở trong đó, thế nào thuộc đọc đi, thuộc đọc nhiều Long rồi. Hoa đại hội thưởng công đặc truyền công giáo, mẹ mong con về. Lấy mai con đọc đấy, mấy con đọc đây nó mới hay. Phần cuối ở 503 mấy. Cuối kinh phải không? Dạ, cái kinh của cái phần tán tụng công đức tại Thánh Mẫu. Kể từ hỗn độn sơ khai, Ngọc Hoàng hạ trị trước Đà Đinh Tiêu, Ninh Thần chân khí hợp đều, Diêu Trì Kim Mẫu luôn lò hóa xanh, Âm Dương giao hóa trụ hình. Cũng vì tà mị xa tình mẹ con, cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon, bay quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong, Long Hoa đại hội thưởng công, đặc truyền thiên giáo mẹ mong con về, kính thiên bài kệ cơ trời, lời vàng mẹ dạy con ơi nhớ lời. Đó là lời của mẹ. Năm này có nó, trần là cái gì á, cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon á, quá trời mùi ngon đúng không, mùi dầu thơm của đàn ông cũng là mùi ngon nữa, cái mùi tiền đô la là nó thơm lúc nó mới in thôi, nhưng mà nó qua cái chịu cái bàn tay cầm cái tờ chậm đó tới khi mình cầm là mùi thối, thế gian này không có gì dơ trượt bằng tiền á, thấy nhiều người cầm, cả người bệnh người ung thư người cùi cũng cầm. Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon, dây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong, ai cũng biết lục đạo là gì phải không, mà có cái người đạo Hồi, đạo Công giáo, những cái đạo khác thì những người không có hiểu về cái công thức của đạo Phật, đạo Phật chứ mà không có kêu là đạo được, mà nó là một cái công thức thôi nha, thật sự là vậy. Thì cái công thức của Phật họ không có hiểu, họ không hiểu ở trên tầng trời có theo rất là trật tự, giai cấp và thứ tự trên đó. Trong lục đạo vẫn còn vợ chồng, ái vẫn còn sân si chút trên đó, tiên mà cũng còn sân. Bây giờ tiên đánh mấy vị tiên tài đánh lộn hoài á, mình thấy mấy cái màu sắc đồ thay đổi á, tà thần với thiện thần cũng đấu, chiến đấu nhau trên đó.
mình không có còn mà muốn không có còn nằm trong lục đạo nữa thì mình phải ở dưới này, phải chịu khó. Chịu khó mà chịu khó đọc kinh, chịu khó ngồi thiền, chịu khó làm từ thiện, chịu khó làm này làm kia, chứ không phải chịu khó lo giữ cháu mình mỗi ngày. Giữ đúng độ nào thôi. Ví dụ mình muốn không muốn gia đình hạnh phúc, mẹ chỉ giữ con của con, tức là cháu ngoại, phải không? À, giờ này à, từ 9 giờ sáng cho tới nhiêu ta 11 giờ chiều đi, 2 giờ chiều đi, mình phải có giờ. Còn nếu mình không á, thì nó hơi tuyệt tình. Thì giờ này mẹ phải đọc kinh, mẹ phải lo cái phần thần hồn của mẹ. Tại vì suốt đây chỉ là lo cái hồn để mình về trời. Còn á, mà mình để nó là nó thì nó chẳng có hiểu mấy cái này. Nó cứ đi làm ở quà tham, nó cứ đi mở nhiều tiệm nail, rồi nó cứ lo mấy cái bà thợ nail, rồi cứ nó ỷ lại là mình ở nhà mình giữ cháu để mà nó đi làm tiền. Cuối cùng á, nó cũng là sai. Mình biết nó sai, mình đã tìm được chân lý hộ thiên, mình đọc kinh, mà mình lại tiếp tay cho cái người làm sai, có nghĩa là cái gì? À, thế nên cái gì cũng phải có giờ giấc. Tuy là nó trẻ, nó muốn ham tiền thì cứ kệ nó để cho làm, nhưng mà từ từ khi mình có giờ giấc giữ cháu và có giờ giấc đọc kinh, giờ giấc ngồi thiền, giờ giấc cho chính cái linh hồn của mình, thì lúc đó đó cái đứa con này á, sau khi nó mòn mỏi ta lần mòn đi mãi tè không qua được vách sầu á, thì khi nó có đống tiền rồi á, nó ngửi được một đống thuốc chemical vô họng rồi đó, bắt đầu có nhiều chứng bệnh rồi đó. Chứng bệnh trước tiên là chứng bệnh mất ngủ, chứng bệnh ăn không có được. Tại vì khi ngửi nhiều chất hóa học quá, quý vị ăn không có được nghe. Tại đâu có rảnh đâu mà đi bộ như kiểu này. Con có nghĩ không, thứ bảy chủ nhật mình mới đi bộ. Ở kia 7,000 tầng, giỏi lắm nghỉ ngày đi Costco hoặc nằm nhà thở thôi. Chứ làm gì đi ra ngoài trời mà ngửi không khí trong lành kiểu này. Khi mà nó có một đống tiền rồi, có một, và đồng thời song song cùng một đống bệnh nữa. Rồi lúc đó đó, tên thiên mình là má đó, mình là bà ngoại của con đó, thì mình cũng bệnh luôn. Bởi vì mình mỗi một ngày, cái thời gian sức khỏe nó chỉ cho giới hạn thôi. Cho giới hạn đọc kinh. Ở cổng trời cũng giống vậy, chỉ mở ra một khoảng thời gian nào và đóng cổng trời lại. Và bề trên cũng vậy, cho mỗi linh hồn chúng ta có một thời gian khi mà cận tư nghiệp để về trời. Nếu mà không về là mình sẽ lẫn quẩn ở thế gian này mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Thì cái dạng kiểu mà thiên huệ má trinh vậy đó, là mai ngay cái thời điểm đó cho phụ cứu đưa bả được về trời. Nếu không mấy vị nói bả sẽ lẩn quẩn là mấy trăm năm ở dưới thế gian mà là làm ma chơi. Thì chúng ta cũng vậy, cái thời gian chúng ta mà để tu tập, để mà đi về cha mẹ nó cũng là một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Giống như Stargate vậy, nó chỉ mở cổng có thời gian thôi, đúng không? Đến khi con mình nó ê chề rồi á, mình cũng là hơn ê chề nữa. Mình là sức càng gãy gọng như nó luôn, đâu có còn ngồi được. Lúc đó cái xương sống nó bị đau, dai, bị nhức. Rồi mỗi ngày phải canh uống thuốc, mỗi lần uống thuốc gì nó cũng bị sai effect, nó là bị dị ứng á. Uống thuốc gì ta, uống thuốc đường nhiều á thì cũng chóng mặt. Chóng mặt thôi đọc kinh, đọc hồi đọc chữ này quên chữ kia. Đến giờ phải uống thuốc nhức mỏi, đến giờ phải đi chăm cứu ô đủ chuyện đó. Cho nên lúc còn sức khỏe, tóm lại tiếng rưỡi đồng hồ thấy vậy mà không phải dễ làm đâu nghe con. Cái này mỗi ngày mà nuốt luộc cái này 1.5 tiếng rất là đơn giản với mấy đứa trẻ. Cho nên mà sư phụ có một đống đệ tử trẻ, sư phụ bảo đảm mấy đứa này về trời được hết. Trừ khi tạo nghiệp thì phụ không biết nha. Mà nếu mà nghe lời sư phụ mỗi ngày mà gặp sư phụ thường xuyên thì ông bị. Còn lớn tuổi á, sư phụ đang nói những đệ tử mà hàng cao á, cỡ sư phụ trở lên á, cười đủ già rồi thì phải coi lại, phải dành thời gian cho chính mình, nó quan trọng như vậy đó, để mà không còn bị hối tiếc. Đến tìm về chân lý á,
giống như cái bà nhà giàu tỷ phú nãy mới nằm trong bệnh viện vậy đó, có máy bay riêng, mỗi ngày 6 người mà làm tóc giỏi mà vô để làm tóc cho bà, mà đến hôm nay á bà phải làm cho 6 người đó thất nghiệp, người ta cũng buồn đó. Tại vì làm cái đầu cho bà ăn ít nhất cũng cả ngàn đô, đúng không? Là cái bà thợ tóc đó mà 6 người làm tóc, bây giờ bà bị ung thư không còn cọng tóc nào rồi sao? Thì đâu cần 6 bà đâu, móng tay rồi nó cũng sụ á, đâu có cần ai dũa nữa. Ở này mấy con nghe chuyện vui không? Chân lý á, thì tình cờ hôm thấy nhờ có ai đăng cái bài này, nhưng mà tưởng này nó ngày nào cũng cười nữa ha, đeo mặt nạ mình thấy mắt hiếp hiếp là thấy cười, người nhân hậu vậy á, cười á là mắt cũng cười theo, cười à. Thế nên đại tử Nguyệt Liên này có bước hơn bà triệu phú. Hồi nãy thấy bà khen gì, bà khen bà có máy bay riêng đúng không? Máy bay riêng là có một phi công riêng, là không phải là phi công nghe, phải có người nấu đồ ăn trên máy bay nè nghe, rồi có người đi service, ít nhất mà một cái phi đoàn là phải 6-7 người nghe, chưa tính là bà kể tàu nữa, giác nữa, có máy bay là đương nhiên phải có du thuyền rồi. Hôm nay bà chỉ cần hai người đưa bà đến cổng nhà thương để mình đi khám sức khỏe thôi, đẩy xe lăn thôi. Con thấy buồn không? Vì máy bay á, cũng phải đậu ở đó. Nãy bà than vậy đó. Rồi bà nói là nhà bà là như cung vàng điện ngọc. Là ít nhất cái hồ tưởng tượng cái bà này phải có một cái hòn đảo riêng á. Đó. Đó, nhà bà ít nhất cũng phải 100 triệu hay là 200-300 triệu cũng chừng. Hôm nay bà chỉ nằm trong cái giường bệnh chút xíu, bấm nút đứng lên xuống á. Không là bà rồi bà nói gì nữa ta, bà nói là nhiều người nấu ăn cho bà, hôm nay bà chỉ được có 2 viên thuốc với vài giọt nước muối, tại ung thư mà đâu có ăn uống gì nổi. Thì mấy con lấy cái này để mà so lại những gì mình đang có, mình phải trân trọng. Nhiều lúc á, tôi thường nói á, là khi xuống thế gian á, họ là bảo đảm bảo là chư thiên hết phước, khi trên trời mình hết phước á, thì nách nó bắt đầu nó hôi, ở trển tự nhiên bông hoa trên đầu của mình đang cài nó héo, là mình biết mình hết phước. Rồi bắt đầu mình mới lọt xuống thế gian, nhưng mà người ở cõi trời xuống một chuyến, gọi là chuyến đi du lịch đầu tiên xuống thế gian á, vẫn còn nhan sắc đẹp, vẫn còn tài năng, tại khôn hơn là địa ngục lên, khôn hơn là con thú đầu thai vô, thì họ giàu có, họ là những người mình gọi chung dễ hiểu là mấy gạt à, còn Việt Nam mình gọi là gì ta, Việt Nam không có cái tên đó, tại Việt Nam toàn là quỷ nhiều. Quỷ nó cũng giàu sang, nó ăn thân chức, ăn sao rồi. Mình không có so gì. Mình nói mê gà, Hollywood được không? Cũng hữu tính mình nói, đưa lên mà hữu tính. Hữu tính là nên nói chuyện giùm cho hữu không? Hồi nãy hữu thấy á, là chiếc xe mà có đại tử nào vừa nó là thường thấy là không xong rồi, tôi cũng cười để thử cái hữu tính nó lanh không, mà nó vẫn ngồi trên xe, đúng ra nó mà lanh nó chạy xuống nó nói với ông xe trắng á, đúng không? Rồi cái bắt đầu rồi thường nó thôi thôi để cho ta đi, mình là chỉ giao duyên thử lầm của nó, thì cũng là cảm ơn đại tử kia nhường chỗ. Lý do hộ đậu gần đây là sao? Là vì những người xấu nó có thể hại sắc phàm á, nó có thể gắn đồ xe này nọ, thì để gần đây mấy chư thiên, mấy chư mấy ông rồng á đang đứng ở ngoài này nè, thì mấy ông ngó luôn, còn đậu xa quá thì mấy ông cũng ngó được, nhưng mà ngó chung chỗ này vậy thôi. Tại lúc này lúc nguy hiểm mà ta.